Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 301 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Chư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy để lại một like, một share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Tiếp theo phần trước, lại nói Vân Quyền Thư, Mặc Ẩn và Thiên Ti lúc bấy giờ chố mắt nhìn, không thể ngờ tới cảnh tượng ở trước mắt. Sư tôn của đế hậu, một vị thái cổ thần vương đã bắt đầu nhúng tay vào trận đế tranh này. Nếu cường giả gần với đạo thần như thái cổ thần vương nhúng tay vào đế tranh, thì mọi khả năng trước kia họ suy đoán, cái gì mà thiên khiển thiên phạt, cái gì mà vương triều sụp đổ, tất cả đều phải bỏ đi hết. Khí vận gì đấy, nhân quả gì đấy, luân hồi gì đấy, trước sức mạnh tuyệt đối của thái cổ thần vương thì đều không đáng để nhắc tới. Trí tuệ của ba người họ, khả năng dẫn binh của Trung Nhạc, tất cả nỗ lực của họ trước mặt thái cổ thần vương thì đều sẽ thành trò cười. Kể cả Mục Tiên Thiên, cả Trương Sinh Đế, Ưng Tôn Đế, tất cả đều là vô dụng. Sức mạnh của thái cổ thần vương thực sự quá lớn, lớn tới mức không thể địch lại, lớn tới mức có thể nghịch chuyển thiên khiển, bỏ qua thiên phạt. Bích Lạc Cung ở trong thiên đình, Bích Lạc tiên sinh cũng biết rõ sinh mệnh của thụ bị đế hậu đương nương lấy đi, tại sao không dám đòi đế hậu đây? Chính là vì hắn biết sau lưng đế hậu đương nương là một vị thái cổ thần vương. Sự tham dự của thái cổ thần vương chính là biến số lớn nhất, Dịch Quân Vương căn bản không biết mình sẽ phải đối diện với điều gì trong trận đế tranh này đâu. Trong Phá Thiên Quan, Trung Nhạc, Ưng Tôn Đế và Trường Sinh Đế bọn họ cuối cùng cũng đón thần ma chân thân của Mục Tiên Thiên trở về. Không lâu sau, mẫu thể của Mục Tiên Thiên cũng trở về, ba vị Mục Tiên Thiên, thần, ma, mẫu tề tựu với nhau. Trung Nhạc quan sát ba vị Mục Tiên Thiên, trong đầu bỗng sinh ra một suy nghĩ cổ quái. Ba vị Mục Tiên Thiên này đều là Mục Tiên Thiên, nhưng tính tình thì mỗi người mỗi khác. Tuy đều vô cùng gian xảo, nhưng ma đạo Mục Tiên Thiên bạo liệt, thần tính Mục Tiên Thiên chu đáo, mẫu thể Mục Tiên Thiên tương dung, trung dung. Tính cách họ khác nhau, lẽ nào lại không đánh nhau sao? Nếu hợp thể thì ai mới là Mục Tiên Thiên thật sự đây? Nếu hợp thể, Mục Tiên Thiên là nam hay là nữ đây? Hơn nữa, hình thái này của Mục Tiên Thiên hình như là thần ma thái cực tự nhiên thì phải. Trung Nhạc càng thêm tò mò về Tiên Thiên Huyền Tận Thánh Địa. Hắn chưa từng nhìn thấy nó, nhưng từ hình thái của ba vị Mục Tiên Thiên thì thánh địa này có lẽ là hình thái thần ma thái cực, ngầm chứa đạo lý của vũ trụ cổ xưa. Chẳng trách Tử Quang Quân Vương lại trung thành với hắn như vậy. Hình thái tự nhiên của vũ trụ cổ chính là một bức thần ma thái cực đồ, được sinh ra từ thánh địa như vậy, đương nhiên sẽ là chúa tể của trời đất, là thần vương vô địch. Vị tối cường giả của vũ trụ hiện nay ngoài đạo thần ra như Hắc Đế, trọng dụng Mục Tiên Thiên như vậy cũng là lẽ đương nhiên. Mắt của Hắc Đế hình như chưa mở, có phần cổ quái rồi. Trung Nhạc nhìn mi tâm của ma đạo Mục Tiên Thiên, ở đấy có con mắt của Hắc Đế. Hồi đó là Huyền Kỳ Nhị Tẩu chế tạo ra tà đế thần tiễn, chứa đại đạo của tà đế, dùng thần tiễn phong ấn con mắt của Hắc Đế lại. Theo thời gian mà suy đoán thì có lẽ tà đế thần tiễn bị luyện hóa rồi, nhưng là con mắt Hắc Đế này vẫn chưa mở ra. Dịch Khanh, Tử Khanh, chư vị đạo hữu. Ba vị Mục Tiên Thiên ngồi xuống, mẫu thể ngồi ở giữa, ở vị trí đầu tiên, thần ma chân thân ngồi bên hai bên, ở dưới là Ưng Tôn Đế và Trường Sinh Đế, tiếp theo là Tử Quang Quân Vương và Trung Nhạc, dưới nữa là Thần Vũ Uy Vương, Thái Phùng, Lung Điệt và tướng lĩnh các đầu tộc. Mẫu thể Mục Tiên Thiên nhìn quanh một vòng, dừng lại ở Trung Nhạc và Tử Quang Quân Vương, cười nói: "Chư quân vất vả rồi. Dịch quân anh dũng giết chết Thanh Hà Đế, loại bỏ một vị đại đế, lập đại công, cũng là loại bỏ cho chúng ta một cường địch." Trung Nhạc cúi người: "Nếu không phải có Vũ Uy Vương, Thái Phùng sư huynh hợp lực thì ta đã bị Thanh Hà Đế kích sát rồi. Công lao của họ là nhiều, hơn nữa Thanh Hà Đế cũng không phải chết trong tay ta, mà là bị đế hậu giết kìa." Mục Tiên Thiên ngạc nhiên cười nói: "Đúng là chuyện lạ." Tử Quang Quân Vương cũng cười: "Đó là Dịch Quân cố tình làm vậy, cố tình không hạ sát thủ với Thanh Hà Đế mà để lại cho hắn một chút sinh cơ. Thanh Hà Đế vì muốn có cơ hội sống, hoặc là đi theo chúng ta,
hoặc để đế hậu nương nương dùng sinh mệnh cổ thú đổi lại mạng cho hắn. Đương nhiên, đế hậu nương nương sẽ không chịu từ bỏ sinh mệnh cổ thú, vì thế Thanh Hà đế bị buộc ký đầu hàng chúng ta. Thế là bị đế hậu giết thôi. Dịch quân làm vậy có thể khiến cho quân thần thiên đình bị chia rẽ, giờ khí vận thiên đình cũng suy bái, đã gần tới sự diệt vong rồi. Trung Nhạc nhìn hắn, trong lòng cảm thán, Tử Quang Quân Vương đúng là con sâu trong bụng của hắn, nắm rõ mọi suy đoán của hắn. Chí giả như vậy, nếu là kẻ địch thì cũng khiến cho hắn phải đau đầu. Tất cả tướng lĩnh có mắt đều hiểu ra, nhìn Trung Nhạc đầy khâm phục, Thần Vũ Uy Vương cười nói, ta vốn có chút khâm phục Dịch tiên sinh, nhưng giờ thì hoàn toàn phục rồi, không những phục vũ lực của ngươi mà cũng phục cả mưu trí của ngươi kìa. Tiên sinh, ta là một kẻ thô lỗ, chỉ biết chém giết trên chiến trường, trước kia đã đắc tội, mong tiên sinh nhận một lạy của ta coi như tạ tội. Hắn đứng dậy cúi người một cái, Trung Nhạc vội đứng dậy đưa tay ra đỡ cửa nói, ta cũng vô cùng khâm phục Vũ Uy Vương. Vũ Uy Vương đại nghĩa, trung thành với bệ hạ, trên chiến trường hợp lực chống địch, dốc hết công sức ra, cho dù từng có bất hòa với ta thì những cũng toàn lực giúp ta trừ bỏ Thanh Hà đế. Vũ Uy Vương cũng không có tâm tư tạp niệm, thực khiến ta khâm phục mà. Thần Vũ Uy Vương cười ha hả, Mục Tiên Thiên cũng cười. Vũ Uy Vương từ lâu đã là giao tâm của ta, giao tình thâm hậu, hắn biết rõ ta, ta cũng vô cùng tin tưởng hắn ta, các người có thể hòa giải thành bằng hữu ta rất vui. Ương Tôn Đế nghiêng người nói, bệ hạ, đế hậu nương nương có sinh mệnh cổ thụ, cây cổ thụ này tuy đã chết khô nhưng uy lực rất không tầm thường, Trường Sinh huynh cũng bị trọng thương, giờ bệ hạ có thực lực để đối phó với nó hay không? Hắn đánh giá ba chân thân của Mục Tiên Thiên có chút thất vọng. Thần đạo chân thân của Mục Tiên Thiên vẫn là đế quân, tuy không thuộc đế cấp nhưng dù sao cũng vẫn không phải đế. Ma đạo chân thân của Mục Tiên Thiên tuy là đế nhưng vẫn không đủ để đối kháng với sinh mệnh của thụ. Trong ba chân thân thì mẫu thể bị hạn chế bởi cảnh giới của thần đạo chân thân vẫn là đế quân. Hơn nữa, thần đạo và ma đạo chân thân của Mục Tiên Thiên đều đã từng chết một lần, giờ thực lực vẫn chưa hồi phục trạng thái đỉnh phong. Mục Tiên Thiên lắc đầu. Không. Ưng Tôn Đế và Trường Sinh Đế lộ ra vẻ thất vọng. Văn võ chư tướng trong điện trong lòng lạnh toát. Mục Tiên Thiên cười nói, chư vị yên tâm, tuy ta không thể thì nhưng không có nghĩa là sư tôn ta không thể. Trường Sinh Đế chấn động kêu lên thất thanh, sao Tiền Thiên Hắc Đế chuẩn bị ra tay rồi sao? Mục Tiên Thiên ánh mắt lay động cười nói, ta là đệ tử của sư tôn, giờ vinh đăng đại bảo chi vị, đương nhiên sư tôn sẽ ra tay giúp đỡ rồi. Sư tôn nói đế tranh lần này liên quan không ít đâu, có lẽ sẽ có sự việc bất ngờ xảy ra. Nàng ta dừng một chút rồi tiếp tục nói, lần này tuy là sự tranh đấu giữa ta và đế hậu, nhưng thực tế là sự đấu đá ngầm giữa các thái cổ thần vương. Đế Minh là đệ tử tà đế, Dương Hậu là đệ tử ma đế, Tiên Thiên Thần Đế muốn để cho đồ đệ của mình cũng tranh đoạt đế vị nhưng bị Kim Ô Thần Đế đẩy xuống. Kim Thiên Đế lại là đệ tử của Phượng Thiên Nguyên Quân, còn đế hậu là đệ tử của Nguyên Nha Thần Vương. Mọi người căng thẳng, đằng sau các vị đế này đều có các vị thái cổ thần vương chống lưng, chẳng trách gì mà dám tranh giành đế vị. Vốn dĩ Bích Lạc Cung cũng định cho sứ đồ của Thiên làm tham gia trận đế tranh này, nhưng bị mấy vị thái cổ thần vương đàn áp, giờ chỉ còn lại ta và đế hậu thôi. Mục Tiên Thiên cười nói, sư tôn cho ta biết Nguyên Nha trước giờ là kẻ nhỏ nhen, không muốn thua bất cứ ai cả, chắc chắn sẽ nhúng tay vào. Hơn nữa đế tranh lần này còn có một tầng can hệ khác, hắn không thể không nhúng tay vào. Trường Sinh Đế và Ưng Tôn Đế tim đầu đập loạn. Ưng Tôn Đế định thần lại lên tiếng nói, Hắc Đế tiền bối định đích thân giáng lâm đối phó Nguyên Nha Thần Vương ư? Mục Tiên Thiên lắc đầu, sư tôn ta cũng có lo lắng, chắc không đích thân tới để tránh bị mai phục. Ngài muốn đích thân thời thế, nếu có cơ hội thì sẽ đích thân giáng lâm, nếu không thì sẽ tương trợ từ xa, các ngươi cứ việc yên tâm. Nàng ta mỉm cười, thế gian này sư tôn ta đã không còn địch thủ nữa rồi. Trường Sinh Đế và Ưng Tôn Đế đều cảm thán không thôi. Trung Nhạc sắc mặt không thay đổi, thế nhưng trong lòng thì nổi sóng. Hắc Đế đã không còn địch thủ nữa rồi hay sao? Vậy không phải nghĩa là Hắc Đế tự nhận hắn đã vượt qua Đại Tư Mệnh và Thiên hiện giờ hay sao? Xem ra hắn đã rất gần với cảnh giới đạo thần, gần với mức độ cảm thấy mình là vô địch rồi. Còn Nguyên Nha Thần Vương cũng sẽ nhúng tay vào việc này, đúng là khiến cho hắn bất ngờ. Một vị thái cổ thần vương trực tiếp tham chiến chắc chắn sẽ dẫn tới biến cục không thể dự đoán được, thậm chí có thể ảnh hưởng tới kết cục hắn đã nhận định.
Trước kia Trung Nhạc cho rằng kết cục của đế chiến đã định, thế nhưng giờ thì không còn chắc nữa. Nhưng nhìn Mục Tuyên Thiên đầy tự tin như vậy, rõ ràng cho rằng cho dù Nguyên Nha Thần Vương có nhúng tay vào thì cũng không thể thay đổi chiến cục, khiến hắn không khỏi có hoài nghi. Bãi chiều. Mục Tuyên Thiên đứng dậy mỉm cười. 10 ngày nữa tấn công Thiên Đình. Mọi người lui ra khỏi cung điện. Tử Khanh, ngươi ở lại đi. Mục Tuyên Thiên cười nói. Tử Quang Quân Vương vội vàng dừng bước. Tử Khanh, ngươi vẫn chưa đột phá, chưa mở trí tuệ biết cảnh hay sao? Mục Tiên Tiên đánh giá hắn một lượt. Lần trước ta tặng ngươi thánh dược, chắc đủ cho ngươi tu thành biết cảnh thứ 7, luyện thành trí tuệ luân rồi chứ? Tử Quang Quân Vương cúi người. Cây thánh dược đó không biết sao lại bị mất rồi, vì thế hạ thần chưa dùng nó, chưa đột phá được. Thì ra vậy, kẻ đánh cắp thánh dược của ngươi là một vị đế, chỉ có đế cấp mới có thể tìm kiếm trong nguyên thần biết cảnh của ngươi lặng lẽ như vậy. Mục Tiên Tiên trầm ngâm, không hỏi thánh dược bị đánh cắp thế nào, nàng cười nói. Chỉ là một cây thánh dược thôi, ta tặng cho ngươi cây khác là được. Nói rồi, nàng ta lấy ra một cây thánh dược từ trong nguyên thần bí cảnh. Cây thánh dược đó tỏa ra ánh sáng tĩnh mịch, không có đạo âm như các cây thánh dược khác, nhưng lại thần thánh bất phàm. Giữa các kẽ lá là các loại dị tượng, rồng bay phượng múa. Tử Quang Quân Vương vội vàng xua tay nói. Đa tạ bệ hạ đã yêu ái, chỉ là hạ thần đã thăm ngộ qua bí quyết mở bí cảnh thứ 7. Không lâu nữa là có thể mở trí tuệ luân rồi, không cần thấy thánh dược nữa đâu. Mục Tiên Tiên sắc mặt hơi tối lại, không vui nói. Quân ban cho, không được từ chối. Tử Quang Quân Vương bất lực đành nhận lấy. Y lão. Khương Nghi Kỳ trở về đại quân nhân tộc, chuẩn bị chỉnh đốn quân, thì đằng sau có tiếng của Tử Quang Quân Vương, vội dừng bước lại. Tử Quang Quân Vương bước nhanh tới, lấy cây thánh dược kia ra, cười nói. Cây thánh dược này với ta không có tác dụng gì. Nếu không phải mấy ngày nay phải tính toán chiến cục, tiêu hao tâm thần của ta, thì ta đã mở bí cảnh thứ 7 rồi. Giờ ngươi đã là đế quân, vẫn chưa mở bí cảnh thứ 7. Cây thánh dược này, ngươi hãy dùng đi. Khương Nghi Kỳ đại kinh, vội vàng lắc đầu. Như vậy sao được? Thánh dược bệ hạ ban cho huynh, lẽ nào ta dám dùng đây? Tử Quang Quân Vương cười ha hả. Ta với huynh thì phân biệt gì chứ? Nếu không phải hồi nhỏ huynh bảo vệ ta thì ta đã chết lâu rồi. Bảo huynh nhận thì huynh cứ nhận đi. Hơn nữa ta có thể mở bí cảnh thứ 7, mở trí tuệ bí cảnh rồi, không cần tới thánh dược. Khương Nghi Kỳ cười lên tiếng. Huynh còn có thê thiếp nữ tử, hơn nữa còn có đệ tử, để cho họ dùng là được. Tử Quang Quân Vương lắc đầu. Họ là ta sinh ta nuôi, thê thiếp còn có thể lấy mới, con cái không còn có thể sinh tiếp được, đệ tử không còn cũng có thể thu nhận. Còn huynh là bằng hữu tốt nhất của ta, hảo hữu duy nhất sau này, nếu huynh thành đế thì bồi dưỡng cho họ là được rồi. Khương Nghi Kỳ đành nhận lấy cười nói. Ta từ chất ngu đốn, tuy tham gia đại hội chư đế tương lai nhưng không thu hoạch được nhiều. Có thánh dược thì có thể sớm mở ra bí cảnh thứ 7, chỉ là dùng thánh dược này còn cần một vị đế cấp làm mộ pháp cho kìa. Dịch Quân Vương có thể làm mộ pháp cho huynh, có thể bảo vệ huynh không lo lắng gì. Tử Quang Quân Vương cười nói. Nhưng ta không yên tâm lắm về hắn, chi bằng thế này, ta mời Ưng Tôn Đế tới giúp ngươi. Ưng Tôn Đế chắc chắn sẽ nể mặt ta. Trường Sinh huynh, xin dừng bước lại. Lúc này Trường Sinh Đế đang định vào Trường Sinh Điện, phía sau vọng lại tiếng Trung Nhạc. Hắn vội bước dừng lại, quay lại nhìn Trung Nhạc tiến tới, đứng kề vai với vị thần đế này. Là sư huynh ngấm ngầm ra tay đoạt đi thánh dược của ta đúng không? Trung Nhạc sắc mặt bình tĩnh nói. Trường Sinh Đế khựng người, cười cười. Ê, sao sư đệ lại nói vậy? Huynh yên tâm, huynh là thánh dược của Phục Môn Đạo Tôn, mà ta là truyền nhân của Phục Môn Đạo Tôn. Chúng ta sư huynh đệ, đương nhiên ta sẽ không vạch trần huynh. Trung Nhạc lắc đầu. Thế nhưng Tử Quang là nhân vật tinh anh thế nào chứ? Chắc chắn hắn đã đoán ra chính huynh lấy thánh dược của hắn. Mục Tiên Tiên cũng không phải kẻ ngốc đâu, cũng có thể đoán ra được huynh làm. Sư huynh, tại sao huynh lại cố chấp với đám thánh dược như vậy, làm loạn trường mực của bản thân vậy? Trường Sinh Đế bật cười. Sư đệ, ta chính là thánh dược, lấy cây thánh dược đó thì có ích gì chứ? Người nghĩ nhiều rồi. 10 ngày nữa là đại chiến, sư đệ vẫn nên chỉnh đốn các quân chuẩn bị cho trận ác chiến đi. Trước ta bị thương cũng cần thời gian điều dưỡng, 10 ngày nữa có lẽ là đế chiến rồi. Thậm chí ngay cả Nguyên Nha Thần Vương cũng có thể xuất hiện. Nếu tới chiến trường trong tình trạng bị thương thì khó mà giữ mạng. Hắn đi vào Trường Sinh Điện, phía sau vang lên tiếng của Trung Nhạc. Sư huynh,
nếu Lâm lão mẫu có an toàn không? Trường Sinh Đế dừng bước qua lại cười. Người yên tâm, nàng ấy tuyệt đối an toàn. Trung Nhạc nhìn hắn đi vào Trường Sinh Điện, đột nhiên nhíu mày, quay người rời đi. Tần Hóa, người nói không sai, Trường Sinh Đế đúng là khả nghi. Giờ ta chỉ muốn biết rốt cuộc Đế Lâm lão mẫu bị hắn giấu ở nơi nào. Đế Lâm lão mẫu đi theo hắn e là cũng không an toàn. Trung Nhạc trở về Quân Vương Điện, tế Họa Bích qua hoa lên, trầm giọng nói. Họa Bích, cho ta biết Đế Lâm lão mẫu giờ đang ở đâu. Cánh hoa trên Họa Bích bao hoa từ từ mở ra, giống như bức họa đang dần mở rộng. Trên bức họa bích dần hiện lên một cảnh tượng là Đế Lâm lão mẫu và Trường Sinh Đế cùng đi trong một vùng tinh không. Không lâu sau, Trường Sinh Đế lấy ra một tòa chư thiên, hạ những ngôi sao xuống, luyện lại quỹ đạo của các vì sao, búng tay một cái, đưa tòa chư thiên đó vào quỹ đạo hắn luyện chế. Chư thiên càng ngày càng nhỏ, trong chư thiên tách dần ra một đạo tinh hà, biến thành những điểm lưu quang trong dải sao đó. Trường Sinh Đế lại đưa tay vặn, mở ra một không gian bí cảnh, trốn vào trong một điểm sáng nhỏ bé. Trong bí cảnh sinh ra đại lục Sơn Duyên, biển cả, vô cùng thần thánh. Rồi thân hình của Trường Sinh Đế biến mất, Đế Lâm lão mẫu thì đi vào bí cảnh của điểm sáng đấy. Trung Nhạc lên cự người. Đế Lâm lão mẫu trốn kỹ như vậy, nếu là ta, nếu không có họa bích bào hoa thì ta cũng không tìm được. Lẽ nào ta trách nhầm Trường Sinh Đế rồi sao? Trường Sinh Đế hành tung khả nghi, trong mắt trí giả như hắn có rất nhiều điểm đáng nghi. Thế nhưng vẫn theo lời Trung Nhạc nói, giấu Đế Lâm lão mẫu đi. Cho dù là Nguyên Nha Thần Vương muốn tìm Đế Lâm lão mẫu thì cũng không dễ dàng gì. Ngay cả khi lật cả tử vi tinh vực lên cũng không tìm được. Nhưng hắn không hề cho ngươi biết vị trí của Đế Lâm lão mẫu kìa, đúng không nào? Tân Hỏa đột nhiên nói. Chỉ hắn mới biết vị trí của Đế Lâm lão mẫu. Nói một cách khác thì Trường Sinh Đế có thể bán Đế Lâm lão mẫu với giá hời bất cứ lúc nào. Trung Sơn Thí, theo ta thì tốt nhất ngươi đừng hy vọng vào hắn ta, mà hãy mời Đế Lâm lão mẫu trốn bên cạnh mình kìa. Trung Nhạc hít sâu một hơi, không chỉ Nguyên Nha Thần Vương đang tìm Đế Lâm lão mẫu, mà ngay cả Đại Tư Mệnh cũng đang tìm. Đế Lâm lão mẫu vô cùng quan trọng, buộc phải mời nàng ta trở lại. 10 ngày có lẽ không kịp tới mảnh tinh vực đó và trở về. Trung Nhạc trầm mặc tính toán một lúc. 10 ngày sau là đại hội quyết chiến, hắn không thể rời khỏi đây, vì thế phải phái người đi. Người này phải là người đáng tin cậy. Chỉ có để cho đế quân của Âm Khang Thị đi mang theo thư tay của ta thì mới khiến cho Đế Lâm lão mẫu tin tưởng được. Hơn nữa phải dùng tới con thuyền cổ 1000 cánh này thì mới tới được nơi đó trong 10 ngày. Hắn lập tức mời đế quân của Âm Khang Thị, Âm Thiếu Khang tới. Âm Thiếu Khang vừa tới thì thấy Trung Nhạc ngẩn ngơ đứng trước một bức họa với vẻ bi ai. Cô gia, tìm ta có chuyện gì vậy? Âm Thiếu Khang vội hỏi. Trung Nhạc lắc đầu, trong lòng một mảnh thương cảm, chậm rãi nói. À, không có chuyện gì rồi. Âm Thiếu Khang khó hiểu, nhìn bức họa bích thì thấy trên đó là một vùng tinh vực kỳ dị. Trong tinh vực có một vị thần nhân mặt lông, gầy nhưng cao lớn, đi về phía hướng một vùng tinh không. Giải tinh không đó bay lên, đó là vô số điểm sáng do những ngôi sao hóa thành. Không sao rồi, không sao rồi. Trung Nhạc nhắm mắt lại, hai hàng lệ chảy xuống gò má. Không còn việc gì nữa, ngươi quay về đi. Vùng tinh vực mà Đế Lâm lão mẫu ẩn cư, vị thần nhân kia bước về không gian bí mật mà Trường Sinh Đế để lại, bước đi rất từ tốn, thế nhưng mỗi bước đi đều vượt qua không gian không biết bao xa. Chỉ vài bước chân là vào bí cảnh của Trường Sinh Đế để lại. Có kẻ nào đó đang nhìn lén ta sao? Thần nhân mặt lông đó đột nhiên có cảm giác, vung tay lên, cảnh tượng trên họa bích lập tức liền biến mất. Trước mặt Trung Nhạc, họa bích bao hoa thu cánh hoa lại, lặng lẽ trước mặt Trung Nhạc. Trung Nhạc sắc mặt ảm đạm, lặng lẽ cất họa bích bao hoa đi. Trường Sinh Đế, thì ra chúng ta không cùng đường. Trong lòng hắn đầy bi ai, Đế Lâm lão mẫu đã không giữ được nữa rồi. Lão phụ nhân đã tặng hắn bàn đào, thần dược, chủ định phải trở về sinh mệnh cổ thụ, để cây cổ thụ đâm chồi nảy lộc, hồi phục sức sống. Thần nhân mặt lông kia vào biết cảnh Trường Sinh Đế, nhục thân cường đại chen vào biết cảnh khiến nó tan vỡ, đại lục chấn động, núi sập biển trào, vô cùng kinh người. Đế Lâm lão mẫu vội bay lên xem, khi thấy thần nhân kia thì sững lại, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Thì ra là ngươi. Thần nhân kia gật đầu. Phải, là ta đấy. Diên Hành Thần Vương, cuối cùng ngươi cũng thoát được sự trấn áp của kẻ tà ác đó rồi. Đế Lâm lão mẫu vô cùng mừng rỡ, vội bay tới bên cạnh Diên Hành Thần Vương. Vị thần vương này chính là người bị trấn áp dưới Ngũ Chỉ Sơn ở trong Quy Khư Đại Lục. Khi Đế Lâm lão mẫu bị giam trong Quy Khư Đại Lục,
mỗi khi trên người có bản đào thần dược kết ra là tặng Diên Hành Thần Vương ăn. Khi đó, Diên Hành Thần Vương bị bàn tay Hắc Đế chấn áp, khiến cho toàn thân tu vi không dùng được, bị Ngũ Chỉ Sơn hủy diệt nhục thân, dù là bị Quy Khư Hắc Động luyện hóa, đã mấy lần suýt chết. May mà có bản đào của Đế Lâm Lão Mẫu nên giữ được tính mạng. Bản đào có thể diên niên ích thọ, cũng chứa cả sinh mệnh lực dồi dào, kéo dài tính mạng cho hắn. Đế Lâm Lão Mẫu cười nói: "Từ khi ta tới Tử Vi cũng chẳng có mấy người thân quen, giờ cuối cùng ngươi cũng đã thoát rồi. Thấy ngươi, ta liền có cảm giác như gặp đồng hương nơi thiên hà vậy. Ngươi thoát được thật tốt quá, thật tốt quá mà." Diễn Hành Thần Vương cúi nhìn Đế Lâm Lão Mẫu dưới chân, ánh mắt có chút không nỡ. Đột nhiên một tiếng nói phiêu hốt bất định vọng lại: "Diễn Hành đạo hữu, đừng quên chính sự." Đế Lâm Lão Mẫu giật mình, vội nhìn quanh quát: "Là kẻ nào đang trốn quanh đây vậy?" "Trốn ư? Với sinh linh nhỏ bé như ngươi, ta diệt vì phải trốn đây." Bầu trời đột nhiên vỡ ra, một con quạ đen khổng lồ bay tới, đôi cánh che cả bầu trời. Đế Lâm Lão Mẫu thấy con quạ đen đó, cảm thấy quen, thế nhưng không biết đã gặp ở đâu. "Ngươi không nhận ra ta sao?" Con quạ thu nhỏ lại, biến thành lão giả một mắt, nhỏ thó, tiến lại cười hề hề: "Bàn đào, năm đó là ta hái ngươi từ sinh mệnh của thụ xuống, cũng là ta nhổ ngươi ra, ngươi quên ta rồi sao?" Đế Lâm Lão Mẫu biến sắc, vội vàng trốn sau lưng Diên Hành Thần Vương, run rẩy nói: Ta từng nằm mơ thấy ác mộng, mơ thấy một con quạ đen đứng trên cây. Lẽ nào ngươi chính là con quạ đó sao?" "Thì ra ngươi vẫn còn đoạn ký ức đấy." Nguyên Nha Thần Vương nhìn Diễn Hành Thần Vương cười nói: "Diễn Hành đạo hữu, ngươi đã nói chuyện cũ rồi, giờ nên làm việc chính thôi." Đế Lâm Lão Mẫu dùng mình nhìn Diễn Hành Thần Vương một cách khó tin. Diễn Hành Thần Vương quay lại cứng nhắc nói: "Đế Lâm tiểu hữu, ngươi nên trở về thôi." Đế Lâm Lão Mẫu có phần không tiếp nhận được, nhìn bàn tay to lớn của Diên Hành đang đưa tới lẩm bẩm: "Ta từng cứu ngươi, ngươi báo đáp ta như vậy hay sao?" "Tiểu đào thụ, ta đây là đang giúp ngươi." Diễn Hành Thần Vương tóm Đế Lâm Lão Mẫu trong tay, vận pháp lực. Đế Lâm Lão Mẫu kêu lên một tiếng bi ai, trở lại thành hình dạng vốn có là bàn đào mẫu thụ xum xuê. "Ta đang giúp ngươi để ngươi trở về bản thể." Diễn Hành Thần Vương cầm bàn đào mẫu thụ trong bàn tay, vẻ mặt tĩnh lặng như nước, khí tức càng ngày càng bạo liệt. "Ngươi hiện nay không hề hoàn chỉnh, chỉ khi trở lại sinh mệnh cổ thú thì ngươi mới được hoàn chỉnh. Ngươi căn bản không biết ngươi ở hình thái hoàn chỉnh sẽ cường đại như thế nào đâu. Đó là sức mạnh khiến Thần Vương cũng phải run rẩy." Nguyên Nha Thần Vương đột nhiên cười lớn, lộ ra vẻ châm chọc: "Diễn Hành, ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Hà tất phải lừa gạt một ngọn cây đấy? Nàng ta chẳng qua chỉ là sinh mệnh mà quả hạch của cổ thụ sinh ra. Trở về bản thể thì nàng ta không phải chính mình nữa rồi. Linh hồn nàng ta sẽ bị năng lượng dồi dào của sinh mệnh cổ thụ nuốt chửng." Hắn ta chế giễu: "Trùng tử rơi ra từ cây, đâm chồi lè lộc, mầm cây mới sinh ra và cây mẹ là cùng một sinh mệnh hay sao? Ngươi gạt nàng ta như vậy thì không tốt chút nào. Lẽ nào ngươi lại áy náy, cảm thấy nàng ta đã cứu ngươi một mạng, nhưng ngươi lại muốn nàng ta chết là có lỗi hay sao? Diễn Hành, ngươi thay đổi rồi, lòng dạ sắt đá của ngươi đã trở nên mềm yếu rồi." Diễn Hành Thần Vương hừ lạnh một tiếng, trồng bàn đào mẫu thụ trong nguyên thần bí cảnh của mình rồi đi ra ngoài. Không gian bí cảnh này của Trường Sinh Đế lập tức sụp đổ, bị hắn đánh tan. "Lòng dạ ta trở nên mềm yếu sao? Quạ đen, ngươi quá coi thường ta rồi, chúng ta đi thôi." Hắn lạnh băng băng nói: "Sinh mệnh của thú nên hồi sinh rồi, đại tư mệnh cũng đến lúc tan thành tro bụi rồi, còn cả Hắc Đế, ngươi đừng quên việc đã hứa với ta." Nguyên Nha Thần Vương bước thấp bước cao đi sau hắn, cười hề hề nói: "Đương nhiên rồi, dù sao chúng ta cũng là đồng minh mà, lẽ nào ta lại phụ ngươi đây? Chỉ cần sinh mệnh của thụ hồi sinh thì ngươi nghĩ ta sẽ sợ Hắc Đế hay sao? Ta sẽ cho ngươi mượn cây, cho ngươi đích thân báo thù rửa hắn. Ngươi nên biết năm đấy Hắc Đế áp chế ngươi bên cạnh bàn đào mẫu thụ là rất có thâm ý kìa." Diễn Hành Thần Vương nổi da gà, bỗng dưng dừng lại, quay người nói: "Ngươi biết những điều gì?" Nguyên Nha Thần Vương dừng lại, tiếng cười càng thêm quỷ dị: "Hắc Đế chồng ngươi bên cạnh bàn đảo mẫu thú đều ở trong quy khư, ngươi không thấy kỳ quái hay sao? Hắn cũng đang nhớ tới sinh mệnh của thú, nhưng biết sinh mệnh của thú có ta canh chừng, mà sinh mệnh của thú lại rơi vào tay tên tiểu tử thiên kia, vì thế hắn cũng ngửa mưu để lấy cổ thú,
Lần này, Nguyên Nha Thần Vương cười hà hà tiếp tục nói. Lần này, sinh mệnh của thụ hồi sinh chắc chắn hắn sẽ nhúng tay vào. Hắn biết nhân quả mà hắn gánh quá nặng. Thoát biến thành đạo là vô cùng khó khăn, sẽ có đại kiếp tới. Vì thế cần có sinh mệnh của thụ giúp bảo vệ tính mạng cho hắn. Chắc hắn, hắn đã liệu được trước ngươi sẽ thoát ra ngoài được. Hắn định thông qua ngươi để biết vị trí của sinh mệnh của thụ. Sau khi ngươi thoát khỏi sự trấn áp của hắn, hắn cho rằng ngươi sẽ có được bản đảo mẫu thú. Sau đó, ngươi sẽ vì sinh mệnh của thú mà đối phó với ta, mượn đao của ngươi mà giết ta, dùng đao của ta giết ngươi. Sau đó, hắn mượn gió bẻ măng, đợi khi chúng ta lưỡng bại câu thương, thì hắn lấy sinh mệnh của thú. Ánh mắt của Diễn Hành Thần Vương lay động. Khi đó hắn không ngờ chúng ta lại liên thủ, vì thế đạo thần của hắn có lẽ không thể tu hành được rồi. Nguyên Nha Thần Vương vỗ tay cười lớn, hai người trước sau hướng về thiên đình. Chỉ cần tới thiên đình, dung hợp Đế Lâm Lão Mẫu và sinh mệnh cổ thụ thì có thể cho sinh mệnh cổ thụ hồi sinh. Cơ linh căn này lại có sinh mệnh lực dồi dào, trở thành đại chí bảo nắm giữ sinh mệnh. Tại Phá Thiên Quan, các quân đang sẵn sàng chiến đấu, đợi trận quyết chiến 10 ngày sau. Những ngày này, Trung Nhạc thao luyện tướng sĩ, cho các quân điều động các loại trận pháp. Thời gian này, hắn có chút uể oải, khó lòng ổn định tâm thần. Kết cục của Đế Lâm Lão Mẫu đã định, hắn không thể thay đổi được điều gì. Cảm giác bất lực sâu sắc này, hắn lâu lắm rồi cũng không trải qua. Cảm giác bất lực này, hắn đã có khi còn ở Đế Tinh. Hắn vẫn nhớ tình hình khi hắn tham ngộ lục đạo luân hồi dưới bàn đào mẫu thụ, cũng nhớ Đế Lâm Lão Mẫu tặng hắn bàn đào. Thậm chí Thủy Tử An kéo dài được tính mạng cũng là nhờ vào bàn đào của Đế Lâm Lão Mẫu. Vị lão thái thái nhân từ này, có lẽ hắn mãi mãi không được gặp lại nữa rồi. Tại sao không thấy Viêm Hoàng thao luyện trận pháp vậy? Trung Nhạc lên cao quan sát trận pháp của các tộc. Tướng sĩ các quân đều đã tới đủ, chỉ điểm trận pháp của đại quân. Nghe sự điều khiển của Trung Nhạc, Huyền Kỳ Nhị Tẩu không có mặt. Hai vị đó vì luyện chế thủy hỏa táng thổ bình tới gần hơn với đế cảnh. Chỉ là vì hai vị không luyện thành triệt để được thủy hỏa táng thổ bình, đã bị đế hậu làm gián đoạn nên chưa thể thành đế. Cũng may họ đang trong quá trình luyện bảo tiếp xúc tới cảnh giới đấy, hiện giờ đang bế quan tham ngộ đế cảnh. Trung Nhạc ồ lên một tiếng. Đại quân nhân tộc của Viêm Hoàng chỉ có Sư Đà Đại Tôn và Hình Thiên Thông Lĩnh, còn Khương Nghi Kỳ thì không thấy đâu. Tim Trung Nhạc hơi trùng xuống, nhìn quanh vẫn không thấy Khương Nghi Kỳ. Hắn mở thần nhãn, nhưng ngay cả ở cung điện của Tử Quang Quân Vương cũng không thấy tung tích của Khương Nghi Kỳ. Mục Tiên Thiên một lòng muốn lấy mạng hắn, lẽ nào hắn bị Mục Tiên Thiên hạ độc thủ rồi sao? Không thể nào, Mục Tiên Thiên vô cùng coi trọng Tử Quang Quân Vương, không thể nào lại đích thân động thủ giết Viêm Hoàng được. Trung Nhạc định thần lại, tới tìm Tử Quang Quân Vương hỏi. Tử quân, ta điều động các quân, tướng lĩnh các quân đều nghe ta điều khiển, tại sao chỉ có Viêm Hoàng là không thấy đâu vậy? Tử Quang Quân Vương mỉm cười. Viêm Hoàng đang luyện thánh dược, chuẩn bị mở bí cảnh thứ 7. Trung Nhạc nhíu mày. Mở bí cảnh thứ 7 sao? Trước tiên phải có thánh dược, có thể mở được các loại bí cảnh trong cơ thể, còn cần có cường giả đế cấp chấn áp để tránh bị mất kiểm soát kìa. Viêm Hoàng không tới tìm ta giúp hắn chấn áp bí cảnh, vậy thì hắn tìm ai đây? Tử Quang Quân Vương hàm tiếu nói. Dịch quân trước nay đều thông minh tuyệt đỉnh, sao nay lại hồ đồ như vậy? Không thể nào là bệ hạ, cũng không thể là Trường Sinh Đế, vậy chỉ còn Ưng Tôn Đế thôi. Trung Nhạc suy nghĩ. Vậy Viêm Hoàng giờ đang ở hành cung của Ưng Tôn Đế, nhưng điều khiến ta khó hiểu là Viêm Hoàng lấy thánh dược ở đâu? Tử quân có biết hay không? Là bệ hạ ban cho. Tử Quang Quân Vương cười nói. Bệ hạ biết thánh dược của ta bị đánh cắp, lại thấy ta chưa mở bí cảnh thứ 7, nên ban cho ta một cây thánh dược để ta mở trí tuệ bí cảnh. Trung Nhạc biến sắc mặt, lạnh lùng nói. Thánh dược bệ hạ ban cho mà huynh dám cho Viêm Hoàng dùng sao? Tử Quang Quân Vương sắc mặt hơi biến đổi. Ý của ngươi là không, không thể nào. Bệ hạ đối với ta tuyệt đối không có ý đồ nào khác với ta cả. Ngài ban cho ta thánh dược là để ta tu hành trí tuệ luân. Ngài không thể nào dùng thánh dược giá hại ta được. Sao người biết ta cho y lão thánh dược? Không thể nào, không thể nào được. Hắn tâm thần đại loạn, cho dù hắn trước giờ là trí tuệ giả, thông đạt thì giờ cũng cảm thấy luống cuống. Đế Minh và Đế Hậu đều có thể không dùng thánh dược mở bí cảnh thứ 7. Huynh tưởng bệ hạ không biết huynh có thể không cần tới thánh dược, cũng có thể mở bí cảnh thứ 7 hay sao? Trung Nhạc lạnh giọng nói. Huynh chắc chắn sẽ từ chối hảo ý của hắn.
nói huynh có thể mở bí cảnh thứ bảy, chắc chắn hắn sẽ cố chấp bắt huynh nhận. Sau khi huynh nhận xong không dùng thì sẽ nghĩ tới việc cho ai đấy? Tiểu Quang Quân Vương chắn tướng mồ hôi lạnh, vội bay lên hướng về hành cung của Ưng Tôn Đế. Bỗng nhiên người hắn nhẹ bẫng bị Trung Nhạc nhấc lên, vù một tiếng bay về hành cung của Ưng Tôn Đế, lao thẳng vào bên trong. Trong hành cung, các vị thần tướng Trung Ưng thị trấn thủ bên trong thấy hai người ào ào lao tới đều không dám ngăn lại. Trong đại điện, Ưng Tôn Đế ngồi khoanh chân, nhục thể to lớn phá vỡ tầng tầng không gian, vô số ánh sáng chói lóa bao quanh người hắn. Còn Khương Nghi Kỳ ngồi trước mặt hắn, nhục thân uốn lượn tựa rồng, cho dù hắn là đế quân chi thể nhưng trước mặt Ưng Tôn Đế vẫn trở nên nhỏ bé. Trung Nhạc đem Tử Quang Quân Vương xông vào. Ưng Tôn Đế cảm nhận được hai người trước liền cười: "Hai vị tiên sinh sao lại hốt hoảng như vậy?" Khương Nghi Kỳ ngẩng lên cười nói: "Ê, Tử Quang sư huynh, Dịch tiên sinh, sao hai người lại tới đây?" Tử Quang Quân Vương vội nói: "Cây thánh dược ta đưa cho huynh đã dùng chưa vậy?" Khương Nghi Kỳ gật đầu: "Ta không dám dùng quá nhiều, chỉ mới dùng một phiến lá thôi." "Lấy cây thánh dược đó ra." Trung Nhạc quyết đoán nói. Khương Nghi Kỳ khó hiểu, Ưng Tôn Đế cũng không hiểu gì, nhưng Khương Nghi Kỳ vẫn lấy thánh dược ra. Trung Nhạc quan sát kỹ cây thánh dược, nhíu mày. Hắn không nhìn ra bất cứ vấn đề gì từ cây thánh dược đó cả. Ưng Tôn Đế cười nói: "Dịch Quân Vương, nghe nói đây là do Tiên Thiên Bệ Hạ ban cho, có vấn đề gì không? Vừa rồi ta cũng đã xem một lượt, đúng là thánh dược tinh diệu phi phàm." Trung Nhạc không nói gì, tế họa bích bao hoa, đặt cây thánh dược của Khương Nghi Kỳ trước họa bích bao hoa, trầm giọng hỏi: "Đây là loại dược gì?" Họa bích bao hoa từ từ mở ra, ánh sáng lưu chuyển. Trong họa bích, thánh dược hoàn chỉnh hiện lên, trên đó còn có giới thiệu qua: "Táng đế mà chữ là đại độc, có thể phá nguyên thần." Tiểu Quang Quân Vương giữ người, sắc mặt trắng bệch, vội nhìn Khương Nghi Kỳ, thân mình run rẩy. Khương Nghi Kỳ cười: "Tại sao lại nhìn ta như vậy? Ta cảm thấy rất tốt, cây thánh dược này đúng là bất phàm." Đột nhiên hắn biến sắc mặt, nhục thân bắt đầu biến dạng, nguyên thần trong cơ thể đang điên cuồng tan rã. "Dịch Quân, Tôn Đế!" Tử Quang Quân Vương lúng cuống, vội dùng hết pháp lực truyền vào trong cơ thể Khương Nghi Kỳ, trấn áp dược tính, hắn hét lên: "Máu, mau cứu mạng!" Trung Nhạc vội tiến tới, truyền pháp lực vào trấn áp độc tính trong cơ thể Khương Nghi Kỳ. Ưng Tôn Đế chần chừ một chút, thở dài. Lục đạo luân hồi sau đầu chuyển động, trấn áp độc tính trong cơ thể Khương Nghi Kỳ. Pháp lực của ba người vừa tiếp xúc với độc tính của Táng Ma Đế chữ thì mặt đều biến sắc. Độc tính vô cùng mãnh liệt, thuận theo pháp lực của họ mà tấn công lại họ. Trung Nhạc, Tử Quang và Ưng Tôn Đế đều biến sắc mặt. Ưng Tôn Đế vội thu tay, trầm giọng: "Không cần cứu hắn nữa, độc tính của cây thánh dược này quá hùng mãnh, cố cứu hắn thì chúng ta cũng bị kéo vào. Dịch Quân Vương, Tử Quang Quân Vương, còn không từ bỏ đi." Tử Quang Quân Vương và Trung Nhạc vẫn truyền pháp lực thử trấn áp độc tính. Ưng Tôn Đế thử dài, cố kéo hai người ra, quát lên: "Các người không cứu được hắn đâu." "Tại sao? Tại sao?" Nguyên thần của Khương Nghi Kỳ đang nhanh chóng tiêu tan, linh và hồn đều đang khô héo. Trên mặt hắn bắt đầu xuất hiện tử khí. "Tử Quang, tại sao thánh dược mà Mộc Tiên Tiên ban cho huynh lại có độc vậy? Cũng may ta dùng, nếu là huynh thì ta sẽ đau lòng thế nào đây?" Tử Quang Quân Vương đờ đẫn, đột nhiên gào khóc, quỳ mọp dưới đất. Linh hồn của Khương Nghi Kỳ đang tiêu tan, độc tính nhanh chóng khiến cho linh hồn hắn tan rã, tử khí bao phủ toàn thân hắn. Thất khiếu của hắn chảy máu, miễn cưỡng cười, quay người sang Tử Quang Quân Vương khẽ nói: "Việc này không trách huynh được, đừng tự trách mình. Dịch Quân, ta không thể đi cùng ngươi nữa rồi." Hắn bị một ngụm máu phun ra, ngăn không cho nói tiếp, hắn ngã ra, khí tuyệt mà chết. Trung Nhạc sững sờ, đứng đó nhìn thi thể của Khương Nghi Kỳ, Viêm Hoàng vậy mà đã đi rồi. Từ giờ hắn đã mất đi một người đồng đạo, lại thiếu đi một đồng đạo. Nhân tộc không được phép xuất hiện một vị đế. Nếu dưới trướng Mộc Tiên Thiên xuất hiện một vị đế của nhân tộc, thì với Mộc Tiên Thiên mà nói, rất bị động. Vì thế Khương Nghi Kỳ buộc phải chết đi. Giờ đại cục, đế tranh đã định, Mộc Tiên Thiên không nhẫn nhịn được nữa rồi, cuối cùng cũng đích thân hành động. Hắn vẫn nói Trung Nhạc trừ bỏ Khương Nghi Kỳ trên chiến trường, nhưng Trung Nhạc mãi chưa thực hiện. Vì thế hắn mượn tay Tử Quang Quân Vương để Tử Quang Quân Vương đưa Táng Đế Ma Chữ cho Khương Nghi Kỳ. Tử Quang Quân Vương là người Khương Nghi Kỳ tin tưởng nhất. Hắn đưa Táng Đế Ma Chữ cho Khương Nghi Kỳ thì chẳng một ai nghi ngờ, thậm chí ngay cả bản thân Tử Quang cũng không. Đại cục đế tranh đã định, đến lúc Mộc Tiên Tiên loại bỏ vết nhơ trên người, và người đầu tiên hắn cần loại bỏ chính là Khương Nghi Kỳ.
người có đế tư đã tu thành cảnh giới đế quân. Tại sao? Tại sao? Trung Nhạc nhắm mắt cảm nhận nỗi đau trong lòng. Khương Nghi Kỳ là người dẫn đường cho hắn tới Tử Vi. Hắn không phải đối tượng được lựa chọn tốt nhất của Nhân Hoàng. Hắn không phải người có thể chinh chiến, chỉ thích hợp để thủ thành. Nhưng hắn đủ ẩn nhẫn. Người thủ thành tuy không có thành tựu chinh chiến mở rộng địa bàn, nhưng có thể khiến cho nhân tộc được nghỉ ngơi, từ từ phát triển. Hắn đã dành lấy thời gian cho nhân tộc, cho Trung Nhạc. Hắn không phải nhân tộc thuần huyết mà được sinh ra từ nhân tộc và Trọng Lê thần tộc. Thực ra hắn có thể sống với danh nghĩa của Trọng Lê thần tộc thì sẽ sống tốt hơn, nhưng hắn lại lựa chọn làm nhân tộc, lặng lẽ gánh lấy trọng trách của Nhân Hoàng. Nhưng thế giới này không dung nạp được hắn. Tử Quang Quân Vương quỳ trước thi thể Khương Nghi Kỳ, thần sắc thẫn thờ. Ưng Tôn Đế thở dài, quay người rời đi. Việc này đã dính líu tới Mục Tiên Thiên, thân là đồng minh và thần tử của Mục Tiên Thiên, hắn không thể nói gì được. Đại cục đế tranh đã định, Mục Tiên Thiên chắc chắn sẽ thành thiên đế, loại bỏ một Nhân Hoàng không phải việc gì to tát, không thể thay đổi kết cục đã định. Huynh trưởng như cha. Một hồi lâu sau, mắt Tử Quang Quân Vương kế động nói nhỏ: khi ta còn nhỏ, gia cảnh bần hàn, phụ thân làm nô bộc cho một vị luyện khí sĩ, mẫu thân thì làm nô tỳ. Phụ thân từng bị trừng phạt, lương thực rất ít, chỉ có thể miễn cưỡng chống đói. Chỉ có con trai của vị luyện khí sĩ kia thường xuyên cho ta thức ăn, ta rất ngưỡng mộ hắn, cũng rất ghen tị với hắn. Cảm thấy hắn sinh ra đã là con trai của vị luyện khí sĩ kia rồi, vinh hoa phú quý, ăn mặc không phải lo nghĩ. Hắn chẳng qua chỉ thấy ta đáng thương nên mới cho ta cơm thừa canh cắn. Sau này ta mới biết địa vị của hắn không hề như ta tưởng. Hắn là con của luyện khí sĩ đó và một nữ tử nhân tộc, căn bản không có địa vị gì trong nhà. Địa vị của hắn còn không bằng ta. Dù sao những công tử kia cũng sẽ không vô duyên vô cớ đánh ta, nhưng lại vô duyên vô cớ đánh hắn. Họ chế giễu hắn, chửi hắn là tạp chủng, là nhân tộc, ăn bớt ngân lượng của hắn, chỉ cho hắn cơm thừa canh cắn. Lúc ấy ta mới biết hắn chọn ra những cái ngon nhất trong số cơm thừa canh cắn mà cho ta. Từ thời khắc đó, hắn chính là huynh trưởng của ta. Sau đó, luyện khí sĩ kia chết đi. Nghe nói vì hai tôn đế giao đấu với nhau, người mà họ tín ngưỡng khai chiến, luyện khí sĩ đó trên chiến trường đã chết đi. Nhà họ bị kẻ thù tàn sát, tử nữ người thì chết, người thì mất tích, bị kẻ thù truy sát kìa. Các nô bộc tỷ nữ cùng tử thương vô số. Loại thảm kịch đó thường xuyên xảy ra ở tầng đáy của xã hội. Tử Quang Quân Vương đang nhớ lại quá khứ của Khương Nghi Kỳ, từng mảnh ký ức tràn về trong tim. Hắn lẩm bẩm: hắn dẫn theo ta trốn ra ngoài, tránh khỏi sự truy sát của kẻ thù. Hắn đã suýt chết khi bảo vệ ta. Lần đầu tiên ta thấy hắn giết một kẻ thù, rất sợ hãi. Nét mặt hắn vô cùng hung hãn, giống như dã thú vậy. Nhưng hắn cũng bị thương. Không lâu sau thì vết thương bắt đầu thối, mưng mủ. Rất nhiều rùa bọ vây quanh hắn. Chúng ta dọc đường chỉ ăn lá cây, ăn vỏ cây, gắng gượng để mà sống sót. Tới một tòa thành, hắn đã gần như hấp hối, tính mạng sắp không giữ nổi. Hắn quỳ giữa đường, chắn cho ta phía sau, khóc lớn nói với người qua đường: trong thành, đại gia đại nương hãy rủ lòng thương, đưa đời lệ ta đi với, ta không sống được nữa rồi, hãy đưa nó đi cùng, nó vẫn còn sống được. Có người dừng lại nhìn bọn ta, thế nhưng không một ai chịu nhận nuôi ta. Sau đó thành chủ đi qua đường, dừng xe lại, nói ta có tư chất, nhận ta làm đồ đệ. Thành chủ đưa ta đi, ta khóc cầu xin thành chủ cứu hắn. Thành chủ ném cho hắn một viên linh đan, nói với ta rằng cho dù cứu sống hắn cũng không có chỗ dựa, thì cũng không sống nổi ở thế gian này. Ta trở thành đệ tử của thành chủ, càng ngày càng nhận được sự yêu ái trọng dụng. Ta nhanh chóng trở thành luyện khí sĩ giỏi. Ta tìm kiếm hắn khắp thành, thế nhưng không được. Sau đó ta tìm được hắn trong một nhóm ăn mày. Huynh trưởng của ta đánh nhau với một đám ăn mày để giành một đĩa cơm thừa. Hắn đã đánh thắng. Rồi hắn nhìn thấy ta, hắn đã rất vui mừng, nhưng rất xấu hổ, lặng lẽ trốn trong góc, hy vọng ta không thấy. Ta đưa hắn đi, cùng hắn tu luyện. Hắn tiến bộ rất nhanh. Hắn không thông minh bằng ta, nhưng lại chịu khó hơn ta, nỗ lực hơn ta. Rất nhanh, tu vi đã đuổi kịp ta, vẫn bảo vệ ta như một người ca ca. Chỉ là thành chủ nhanh chóng phát hiện ra hắn, nói ta tự ý truyền thụ tuyệt học cho hắn, phế tu vi của ta và hắn, đuổi khỏi thành. Bọn ta lại trở thành phế vật. Vẫn là hắn đưa ta đi lang bạt, tiếp tục bảo vệ ta. Bọn ta đã phải chịu rất nhiều khổ sở. Hắn liều mạng với dã thú, nhiều lần suýt chết. Hắn còn cướp đồ ăn với ăn mày, rồi cho ta thức ăn giành được. Ta cảm thấy rất mất mặt nhưng vẫn ăn. Hôm đấy cuối cùng, hắn tìm được chủng tộc của ta, đưa ta tới tộc và rời đi. Hắn bảo với ta là không phải áy náy,
hắn có thể sống được. Hắn nói hắn có kiếp trước, hắn đánh thức ký ức kiếp trước rồi. Kiếp trước của hắn là nhân tộc, giờ hắn phải về với chủng tộc của mình. Lần chia tay đó, ta rất lâu sau không gặp lại hắn. Mãi tới nghìn năm sau, ta thấy hắn ở Trọng Lê thần tộc. Hắn trưởng thành rồi, ta cũng đã trưởng thành. Ta và hắn đều đã trở thành thần. Đối tượng trước kia đều khiến cho bọn ta ngưỡng vọng. Nhưng hắn có vẻ già hơn ta rất nhiều. Có lẽ vì hắn có kiếp trước. Kiếp trước tiêu hao của hắn một phần thọ nguyên. Ta không biết lý do vì sao hắn và Trọng Lê thần tộc mà không phải nhân tộc. Chủng tộc của ta đang đại chiến với Trọng Lê thần tộc, nhưng hắn lại ở đấy. Sao ta có thể hạ sát thủ được đây? Thế là ta rời khỏi chủng tộc của mình. Ta nợ hắn quá nhiều, không thể để tộc nhân của mình đánh hắn được. Rồi ta lại gặp hắn. Hắn cũng đã rời khỏi Trọng Lê thần tộc. Khi gặp nhau bọn ta đều sững sờ. Thì ra hắn cũng nhận ra ta, không muốn dẫn Trọng Lê thần tộc đánh ta nên bỏ chạy. Bọn ta chia xa từ lâu, giờ gặp lại, vừa khóc vừa cười, đã uống rất nhiều rượu. Chủng tộc của ta và Trọng Lê thần tộc biết bọn ta phản bội, bỏ đi thì vô cùng phẫn nộ, phái cường giả truy sát. Thế là bọn ta lại bắt đầu trốn chạy. Khi ấy là loạn thế, đế minh vẫn chưa phải thiên đế, đang tranh giành đế vị với những cường giả vô cùng khủng khiếp kia. Thiên hạ đâu đâu cũng là loạn lạc, thần ma chết liên tục. Trong loạn thế, thần ma chẳng bằng chó lớn, những thần ma nhỏ bé như bọn ta cũng khó tự bảo vệ. Rồi ta gặp tiên thiên đế quân, từ đó ta biết ta gặp được minh chủ có thể giúp mình thi chiến được mọi trí tuệ và hoài bão. Hắn cũng gặp được người mà hắn muốn gặp, Nông Hoàng, người có thể giúp hắn an ổn cống hiến cả một đời. Khí tím tỏa ra từ mắt Tử Quang Quân Vương, hắn ngẩng lên nói tiếp: "Ta biết Nông Hoàng có rất nhiều dã tâm không thực tế, dã tâm đó sẽ liên lụy với hắn cả đời, nhưng ai bảo hắn là huynh trưởng của ta? Hắn gây ra bao nhiêu chuyện, ta cũng gánh cho hắn, hắn thiêu cháy cả Hỗn Thiên Đồ của đế quân, ta biết hắn phụng mệnh của Nông Hoàng, nếu đế quân biết chắc sẽ giết hắn thôi, nhưng ta không nói cho đế quân biết, vì hắn là huynh của ta, ân tình của hắn cả đời này ta cũng không báo đáp được." Tử Quang Quân Vương đứng dậy, nhìn thi thể Khương Nghi Kỳ rồi nói nhỏ: "Giờ ta đã biết tại sao Tiêu Giao Đế lại nói câu đấy. Hắn bảo ta đừng trách bản thân, người cũng bảo ta đừng trách bản thân. Sao ta có thể không tự trách được đây? Chính tay ta hạ độc chết huynh trưởng, tự tay ta hại chết huynh phú, bằng hữu tốt nhất của ta." Đế vị sao? Hắn ngửa lên trời hét lớn, tiếng hét vang xa, chấn kinh cả phá thiên quan. Ba chân thân của Mục Tiên Tiên đang tu luyện, nghe thấy tiếng thét bi phẫn đó cũng tỉnh lại, vội ra khỏi đế cung, nhìn về phía Hành Cung Ương Tôn Đế. "Vì đế vị, người rốt cuộc đã làm những gì đây?" Tử Quang Quân Vương ôm thi thể của Khương Nghi Kỳ ra khỏi Hành Cung Ương Tôn Đế, tóc xõa ra, như điên như cuồng, chỉ về Mục Tiên Tiên cười ha hả quát: "Giờ ta đã bình định thiên hạ cho ngươi rồi, nhưng ngươi lại hại chết bằng hữu tốt nhất của ta." Mục Tiên Thiên nhíu mày, tiếng nói truyền lại: "Tử Quân, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi tâm thần đại loạn, đừng có nói lung tung." "Thiên hạ của ngươi đã không cần ta nữa rồi." Tử Quang tỏa sáng quanh người Tử Quang Quân Vương, giống như ngọn lửa hỏa diễm màu tím rừng rực cháy. Hắn đờ đẫn nói: "Ngươi không nên giết huynh phụ của ta. Ta có thể giúp ngươi giành thiên hạ, thì cũng có thể hủy diệt thiên hạ của ngươi." Sắc mặt hắn bình tĩnh chưa từng có, nói với Đế Tu La bên cạnh: "Đế Tu La, ngươi đi đi, ở đây không cần ngươi nữa rồi." "Ngươi không cần thiên mệnh sở quy nữa sao?" Đế Tu La được một lần hiếm có mở miệng, hắn lên tiếng: "Không cần, không cần nữa." Tử Quang Quân Vương bi thương cười ha hả: "Bằng hữu tốt nhất của ta chết rồi, còn thiên mệnh cái gì đây?" Trung Nhạc tim run lên nhìn Đế Tu La. Đế Tu La mặt không cảm xúc liền rời đi. "Thiên mệnh, thân của thiên." "Trung Sơn Thí, tạm biệt." Tử Quang Quân Vương mỉm cười, quay đầu lại nói với Trung Nhạc: "Người nói không sai, Mục Tiên Tiên có lẽ không phải minh quân. Ta không ngăn cản người nữa. Người không bao giờ, không bao giờ nữa." "Tử Quân, đừng." Ba chân thân của Mục Tiên Tiên bay tới, nhưng vì cách quá xa, không bắt được thanh tử kiếm bay ra từ trong nguyên thần biết cảnh của Tử Quang Quân Vương. "Y Kỳ, có ta đi cùng ngươi đấy." Tử Quang Quân Vương ôm thi thể Khương Nghi Kỳ vào trong lòng, ngồi xuống. Tử kiếm chém xuống, hắn mỉm cười: "Lần này, ta thật sự không thể tha thứ cho bản thân mình." Kiếm quang chém xuống, tiêu diệt thần hồn. Trung Nhạc giơ tay lên, định tóm lấy kiếm quang màu tím, nhưng lại rút về, chỉ thở dài một hơi.
một vị đạo hữu đi xa, vị bằng hữu tốt nhất của hắn mãi mãi đi xa. Giang sơn này vẫn mỹ lệ, vũ trụ này vẫn bao la sâu thẳm, đầy vẻ đẹp thần bí, không vì sự ra đi của hai người họ mà thay đổi chút gì. Trí tuệ nhập đạo cũng có tình cảm không thể hiểu hết được. Trung Nhạc trầm mặc, cúi nhìn thi thể của Tử Quang Quân Vương và Khương Nghi Kỳ. Mục Tiên Thiên lao tới, thân người cứng đờ. Thần đạo chân nhân vội tới trước, quỳ một chân xuống, kiểm tra hơi thở của Tử Quang Quân Vương. Tại sao? Mục Tiên Thiên mẫu thể lẩm bẩm. Tại sao lại để tâm một nhân tộc? Nhiều người bay tới, là đại tướng các tộc ở Phá Thiên Quan. Văn vọ ba quan, có người đứng ở trên không, có người đáp dưới đất, ngẩng người nhìn hai thi thể, vẻ mặt bi thương. Thế nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ương Tôn Đế và Trường Sinh Đế nhìn nhau, rõ ràng họ biết rõ ngọn nguồn, thế nhưng không thể nói. Hình Thiên thì quỳ xuống, khóc lớn đầy đau thương. Hắn từ khi sinh ra đã bị Phong Hữu Trung bắt đi, chịu không biết bao nhiêu khổ sở ở Linh Ngọc Cung. Người đầu tiên đối thoát với hắn thật sự chính là Khương Nghi Kỳ. Mà giờ lão đầu tử này đã đi, trong các thương lĩnh, người đau lòng nhất cũng là hắn. Dịch Quân, tại sao không ngăn cản hắn ta? Ma đạo chân thân của Mục Tiên Thiên tóm lấy tay Trung Nhạc, quát lên. Người có thể ngăn cản hắn? Trung Nhạc khẽ rút tay ra, lạnh nhạt nói. Bệ hạ, ta không cứu được hắn. Cứu được một lần, không thể cứu được cả đời. Tại sao bệ hạ không ngăn hắn? Nếu người không ban cho hắn cây đấy... Hắn không nói tiếp, nhưng Mục Tiên Thiên cũng đã hiểu. Nếu không có cây Tăng Đế ma chữ hại chết Khương Nghi Kỳ, thì Tử Quang Quân Vương sẽ không tự tử. Người đã chết không thể sống lại, nói gì cũng không còn ích gì nữa. Tử Quang đã chết, bằng hữu tốt nhất của hắn đã chết, không một ai có thể cứu hắn. Tử Quang từng nói với ta, sau khi giúp bệ hạ bình định thiên hạ, sẽ khủng Khương Nghi Kỳ quy ẩn sơn lâm, làm một phú gia ông, không bận tâm chuyện thiên hạ. Ta có mời hắn tham dự đại hội Chư Đế tương lai lần thứ 3, hắn đã nhận lời. Trung Nhạc đờ đẫn nói, Khương Nghi Kỳ trong danh sách mời của ta, không ngờ nay thiên hạ sắp bình định thì họ lại đi rồi. Bệ hạ, họ khi còn sống có mối giao tình, họ chết hãy để họ cạnh nhau đi. Mục Tiên Thiên trong lòng rối bời, gật đầu rồi bỏ đi. Đột nhiên hắn dừng lại. Dịch Quân, hãy hậu táng cho họ. Tang lễ của Tử Quang Quân Vương và Viêm Hoàng Khương Nghi Kỳ vô cùng long trọng. Tử Quang là quân sư lương tướng, Khương Nghi Kỳ là nhân hoàng. Họ được mai táng ở trung tâm Phá Thiên Quan, ở đó đại diện cho công tích vĩ đại của họ. Trong Phá Thiên Quan, chúng tướng tới lễ bái. Hình Thiên nhận vai trò hiếu tử, khó đến trở long đất lở. Người đã chết sẽ không thể trở về. Hãy bớt đau buồn. Ương Tôn Đế cũng tới tế điện, thở dài nói. Đây chính là tâm thật của đế hoàng. Dịch tiên sinh, ngươi và Tử Quang tiên sinh tuy đều là trí giả, danh chấn thiên hạ, nhưng với quyền lực vẫn chưa nhìn thấu. Thiên đế cao cao tại thượng, quang minh vĩ đại, thế nhưng tâm thật của đế hoàng cũng không quang minh vĩ đại như vậy, mà vô cùng tàn khốc tàn nhẫn kìa. Khi Tử Quang tiên sinh ngộ ra điều này thì đã quá muộn rồi. Song kiệt của đế triều đã mất đi một. Hy vọng song kiệt có được một người sống được, đừng trốn thây ở trong cuộc chiến đế triều này. Trung Nhạc nhìn ánh hoàng hôn bên ngoài linh đường, nói nhỏ. Đế triều này còn chưa thăng lên, đã có dấu hiệu hạ màn. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 301 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Tập này tính ra rất là hay, rất là cảm động. Nhưng mà Khánh Duy thì đang bị hụt hơi. Các bạn nghe các bạn thấy rất là hụt hơi, đọc gần như là không có cảm xúc. Nếu mà để mình mà đọc mà chuyên tâm mà hơi nó không bị hụt ý, thì tập này đọc sẽ rất là cảm động ý. Thế nhưng mà thôi, chạy ngày 3-4 tập như thế thì nó cũng không được ổn định. Mọi người thông cảm, nghe tạm. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.